chồng mình đã tới rồi các bạn ơi. Bây giờ là kiếm chỗ đậu xe và xuống mua đồ thôi. Các bạn, cái xe này là cái xe đưa rước học sinh nè các bạn. Cái này xe màu trắng trắng đó là xe đưa rước học sinh của mấy cái người mà học ở trong cái trường nhà thờ đó các bạn. Mình sẽ quay một cái đường xá cho cả mọi người xem nha. Thì bây giờ hai vợ chồng mình đang trên đường đi mua phân để bón cho cây trồng và mua dùm cho xí tăm mì. Cho nên mình quay cho các bạn xem cái quá trình mà hai vợ chồng mình đi mua phân và chăm sóc cây cảnh bên Mỹ như thế nào nha mọi người. Cái con đường đây là cái đường quốc lộ hả anh? Này là đường nhỏ thôi mọi người ơi, chứ không phải quốc lộ đâu nha. Đó, mấy cái căn nhà đẹp lắm các bạn. Đường này là đường nhỏ, đường quốc lộ nó sẽ có 6 lane đúng không anh? Đường này có 4 lane hả? Đường quốc lộ sẽ có 6 lane các bạn. Nhưng mà cái này là cũng là đường lớn rồi. Giống như Việt Nam mình là mấy cái đường chính đường 34 rồi đó. Rồi Nguyễn Thị Minh Khai hay rồi mấy đường bự bự vậy đó. Rồi, bây giờ đã tới rồi. Các bạn, ở trong đây là chuyên bán gì ạ? Mấy cái đồ mà làm nhà làm cửa các bạn. Nhưng mà họ bán hoa rất là nhiều, chắc cả bông đồ. Và thân nữa. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây quay hoa cho các bạn xem. Đây, hoa nè các bạn ơi, đẹp quá. Quay sơ cho các bạn xem, để mình qua bên khu vườn kia nè. Trời ơi, đẹp quá à. Mấy cái hoa này hoa ngắn hạn. Wow, đẹp quá. Bữa nay nó về mấy bông mới. Nó có thêm hoa mới nhiều. Nó bông nhãn thọ nữa các bạn. Bông nhãn thọ, một chậu một đồng 78 cent. Này mình có nhà là mình sẽ mua hoa nhãn thọ hoặc là có hoa nhãn thọ kia về trồng. Có bông mồng gà nữa nè mọi người. Nè, có bông mồng gà nữa mọi người. Có bông mồng gà nữa. Các bạn thấy ở đây bắt đầu người ta đi mua sắm cây cảnh quá trời luôn. Mọi người thấy đông vui ha. Ở đây nó bán rất là lớn. Muốn mua bông gì cũng có, hoa gì cũng có luôn. Đủ thứ loại hết trơn. Đó có cây nữa nè mọi người. Cây trồng mà cây ăn trái rồi. Cái này hoa để làm cổng. Mấy cái hoa này để làm cổng trước nhà cho nó đẹp. Ủa cái cây này đẹp lắm. Cúc, giống cúc kìa. Phân thôi. Ôi, bụi hoa đẹp quá. Không biết hoa nhãn thọ khi mà mình trồng mùa đông nó có mọc lại hay không. Ủa, có những cái bụi cưng quá à. Bông này lão các bạn. Đẹp quá. Này cho coi nhà máy nè. Ủa, cái hoa này ở bên Việt Nam nè mọi người. Trước cổng nhà mọi người hay trồng á. Cái này một, họ bán một dĩ như vậy là 12 đồng 6 chậu. 12 đồng 6 chậu các bạn ơi. Đẹp ha. Cái đồ của mình nó quay nó hơi rung nè mọi người thông cảm nha. Phân nè mọi người. Rất nhiều loại phân luôn. Ủa, cái bao phân này nó không đi đâu vậy ta? Đó, các bạn thấy không? Quá trời. Hoa ly, hoa ly các bạn. Hoa. Hoa gì nè, hoa gì mà họ làm mà lavender hay gì á? Ngắm
Anh kiếm phân đó hả? Hết rồi. Anh thấy này kia kìa. Con bịch một rồi. Hết luôn rồi. Rồi coi mấy cái loại này coi. À, 10 cộng 5 nè. Hết rồi mấy này mất luôn. Hết hả? Kì vậy? À, này, hỏi nó coi. Nè có loại. Hỏi hỏi nó. Ê, kìa kìa, nó vô kìa. Trời, nó đi tỉnh bơi vô trong cái đất của mình luôn kìa các bạn. Kìa kìa. Ờ, kìa kìa. Chị Đại đi đâu vậy chị Đại? Nó ăn cây của mình đó, ăn lan, ăn đồ á. Nó vô, nó ăn rau á mọi người. Nó vô, nè mình có cái quầy rau, có chút chiếu vậy mà nó cũng vô, nó phá. Mình mà trồng bầu là coi như nó vô, nó lụm sạch cái vàng bầu mình nè. Nè con. Này cái, này còn này lớn rồi đó. Ui, sao nhỏ xíu hả? Nai cái. Nai cái mà sao nhỏ vậy? Em thấy nó bự lắm mà. Nhỏ hơn con hôm bữa mình gặp. Bữa là anh gặp mấy nai đực. Đực hả? Cái đâu. Ờ. Hỏi các bạn thấy nó đang ăn cái cây của mình không? Cây đó cây gì á? Nó có bông. Bông 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 bông. Ờ, đó kìa kìa các bạn coi kìa. Whoosh. Hiu. Woo. Rồi đứng ăn tính bơ luôn các bạn ơi. Trời ơi. Đây là lý do tại sao mà không dám trồng rau đó các bạn. Đó nó vô, nó vô tới đất luôn. Hồi nãy nó đứng ở đây nè các bạn. Mình móc điện thoại rồi mình bấm cái nó đi lại tới đó rồi đó các bạn thấy không? Nó đông lắm, nó mới có một con à. Bữa nay nó rủ tới quyền bày sạch bách hết luôn. Kệ nó còn đứng dòm mình nữa kìa. Mấy cái hàng rào này nó phóng qua cái một. Mấy hàng rào thấp chủng mà phóng qua cái một. Đứng nghĩa bà nội cha nó vô kêu là quay theo là nai đuôi trắng. Ờ các bạn coi kìa, đi không này là có nỏ là anh bắn nó nãy rồi, bắn rồi đó. Coi giống chị Đại không đó, vô trong vườn người ta lùng sục có gì ăn không. Hên là mình chỉ trồng hành thôi, hành nó chê nó không ăn các bạn. Phải trồng xà lách là nãy giờ nó xử đẹp xà lách của mình rồi. Ờ, ra kìa kìa. Đi coi coi. Đi từ cái cửa anh kia vô. Ờ. Mới đi đường nào vô ta? Em nghĩ nó đi ngang á anh. Đi rồi, phóng qua rồi.